chào các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. Ê Tuấn, đến giờ ra chơi rồi. Mình ra ngoài chơi bắn bi không? Thôi, không đi đâu. Ủa, sao vậy? Bình thường ông thích chơi bắn bi lắm mà. Nhưng mà hôm nay tôi không thích chơi. Vậy mình chơi lật hình nha. Hôm nay tôi đem nhiều hình đẹp lắm á. Đã nói là không có thích chơi rồi mà. Vậy mình đá banh đi. Không. Ủa, nay ông bị sao vậy? Sao cái gì cũng không thích hết trơn á. Thôi, tôi không chơi với ông nữa đâu. Câu chuyện nỗi buồn của bạn. Chào mẹ, con mới đi học về. Ủa mà hôm nay con xin phép là dẫn Tuấn về nhà chơi mà. Tuấn đâu rồi con? Thôi, con không chơi với Tuấn nữa đâu. Sao vậy con? Hôm nay á, Tuấn bị sao á mẹ. Con rủ chơi gì cũng không chịu chơi hết trơn á. Còn trả lời khó chịu với con nữa chứ. Ghét ghê á. Nhưng mà con có biết là vì sao bạn lại như vậy không? Dạ, con cũng không có thèm hỏi luôn. Nhưng mà Tuấn có vẻ hình như là đang buồn hay sao đó mẹ. Vậy thì tại sao con không hỏi thăm bạn? Ví dụ như là con có thể hỏi là bạn đang có chuyện gì hả? Hay là tại sao mà bạn buồn nè? Mẹ nghĩ là con nên hỏi thăm bạn đi, thay vì là giận bạn đó đông đóm. Dạ, nhưng mà chắc Tuấn không có trả lời đâu mẹ. Con rủ Tuấn đi chơi thôi mà, Tuấn cũng khó chịu với con nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ là Tuấn đang buồn gì đó và cần có người ở bên cạnh để an ủi bạn. Có thể là Tuấn sẽ không nói cho con đâu, nhưng lúc buồn mà có người ngồi bên cạnh á cũng thấy tốt hơn mà phải không? Dạ, mẹ nói đúng. Lúc con buồn á, con cũng muốn có người ở cạnh. Đúng rồi, vì Chúa dạy chúng ta là phải biết quan tâm đến người khác, cùng vui, cùng buồn thì mới thật sự là tình bạn đẹp đó đông đốc. Dạ, vậy mẹ ơi, giờ con chạy qua nhà Tuấn nha. Rủ Tuấn qua nhà mình ăn cơm nha. Dạ. Tuấn ơi, Tuấn ơi Tuấn. Có chuyện gì mà ông chạy qua nhanh dữ vậy? Ủa mà sao nhà ông vắng hoe vậy? Ba mẹ ông đâu rồi? Hôm qua ba tôi bị đau nên phải nhập viện. Mẹ tôi thì vào bệnh viện để chăm sóc ba rồi. Vậy nên hôm nay ông buồn hả? Tôi lo cho ba mẹ. Tôi xin lỗi nha. Hồi sáng á, tôi không có hỏi thăm ông gì hết mà còn giận ông nữa. Có sao đâu, ba tôi cũng khỏe hơn rồi. Mẹ nói là ngày mai mẹ sẽ về. Vậy hôm nay ông ăn cơm ở đâu? Còn ngủ nữa? Cũng chưa biết nữa. Mẹ nói là bây giờ trong tủ lạnh á, còn gì thì ăn đỡ, rồi tối mẹ sẽ gọi dì qua đón. Nhưng mà nhà dì thì xa lắm, chưa biết khi nào dì qua đón tôi nữa. Vậy ông qua nhà tôi ăn cơm đi. Mẹ tôi kêu là rủ ông qua nhà ăn cơm đó. Còn tối thì xin mẹ ông ngủ lại nhà tôi luôn. Ngày mai mình sẽ đi học chung. Cảm ơn nha, nhờ có ông mà tôi cảm thấy vui hơn rồi. Không có gì đâu. Thôi mình đi mau đi, tôi đói lắm rồi. Anh Đông Đóm ơi, lúc trước á, em cũng giống như anh Đông Đóm vậy á. Em không có biết an ủi ai hết trơn. Nhưng mà em đã thay đổi từ sau khi học được câu gốc trong Roma đoạn 12 câu 15: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. À, mình được học trong lớp trường Chúa Nhật đúng không nè? Dạ đúng rồi đó anh. Lời Chúa dạy chúng ta là phải biết bày tỏ tình yêu thương bằng cách là quan tâm đến cảm xúc của người khác. Không chỉ là khi họ vui thôi, nhưng mà ngay cả khi họ buồn á thì mình cũng nên ở bên cạnh để an ủi và chia sẻ, giống như là những gì mà anh Đông Đóm đã làm với bạn Tuấn vậy á các bạn nhỏ. Anh Đông Đóm đồng ý. Vậy bây giờ anh Đông Đóm mời Giọt Sương cầu nguyện nha. Con cảm ơn Chúa vì câu chuyện hôm nay giúp con biết được rằng con phải biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, vui với những ai đang vui và khóc với những ai đang khóc. Xin dạy con có những lời nói giúp an ủi nỗi buồn của người khác. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Khi có ai đó đang buồn thì các bạn sẽ an ủi như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Đom Đóm và chị Giọt Sương trong hòm thư chia sẻ a@oneway.vn hoặc bên dưới bình luận nha. Và chắc chắn là anh Đom Đóm với chị Giọt Sương đang chờ những chia sẻ của các bạn đó nha. Nào, cùng đọc lại câu gốc hôm nay với anh nha. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Roma đoạn 12 câu 15. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chúc bé ngủ ngon. Giấc mơ đã đến rồi, trăng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con.